chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, bắt giam chủ tàu cá đưa thuyền viên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Tiễn mục nóng trên mặt báo với góc nhìn thú vị về cuộc tranh cãi không khỏi kết, phở ở đâu mới ngon nhất, Hà Nội, Nam Định hay thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đời đều có lý do riêng của mình. Lễ Vu Lan báo hiếu, lan tỏa truyền thống hiếu hạnh, uống nước nhớ nguồn. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Thuy Vi và Kiều Tiên, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, từ lâu, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được biết đến là ngày lễ vu lan báo hiếu. Đây đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, ý nghĩa với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tình yêu và sự bảo bọc của cha mẹ luôn là điều thiêng liêng nhất, và với nhiều người, chính tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã tiếp thêm động lực, ti hy vọng để níu giữ, kéo họ ra khỏi sự tuyệt vọng và làm nên những kỳ tích trong cuộc đời. Đó chính là câu chuyện xúc động của thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này trong phần cuốn của chương trình hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ nha! Và song song đó thì chương trình hôm nay còn có nhiều câu chuyện đáng chú ý khác mà chúng tôi đã chọn lọc gửi đến quý vị. Và như thường lệ mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Tin nóng Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Bến Đá tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Bé, 57 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Bé là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng của một tàu cá Bình Định. Trong quá trình sử dụng tàu, Nguyễn Bé đã hai lần điều khiển tàu sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép. Cụ thể vào ngày 26 tháng 4, ông Bé điều khiển tàu cá của mình xuất bến tại cảng cá Bến Đá, thành phố Vũng Tàu. Trên tàu cá có 6 người dân. Sau khi xuất bến, ông Bé cho tàu khai thác tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Đến ngày 2 tháng 5, ông Bé nảy sinh ý định đưa tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển Malaysia. Trong quá trình đánh bắt trái phép tại vùng biển Malaysia, ông bé đã chỉ đạo ngư dân tháo cờ Việt Nam gắn trên tàu thay bằng cờ Malaysia để không bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện. Đến ngày 13 tháng 5, sau khi khai thác trái phép khoảng 400 kg mực tại vùng biển Malaysia, ông bé điều khiển tàu quay về vùng biển Việt Nam, tiếp tục khai thác đến ngày 17 tháng 5 thì đưa tàu về bến. Cục Quản lý Thị trường Cao Bằng vừa tạm giữ 1.565 kg nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, Lá cây thuốc lá đã khô chưa tách cộng tại huyện Trùng Khánh. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 8, nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã được thẩm tra xác minh là có căn cứ để khám phương tiện vận tải. Đội quản lý thị trường số 2 huyện Trùng Khánh tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô biển kiểm soát 11D001XX đang dừng di chuyển tại xã Ngọc Khê. Tại thời điểm khám phương tiện, trên xe ô tô có vận chuyển 70 bao nguyên liệu thuốc lá, có tổng trọng lượng là 1.565 kg. Trên bao bì hàng hóa không thể hiện nguồn gốc xuất xứ, vùng trồng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua xác minh làm việc, toàn bộ số hàng hóa là hàng nhập lậu, được bà DTB tên viết tắt ở xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thuê một người dân không rõ danh tính, mang phát từ bên kia biên giới Trung Quốc về để bán lại kiếm lời. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Trong tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề tưởng như rất quen thuộc nhưng lại có khả năng gây ra nhiều tranh cãi nhất đó chính là phở. Vâng ạ, phở món ăn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam và luôn là đề tài nóng mỗi khi nhắc đến. Đúng vậy, chỉ cần nhắc tới phở là đã có thể tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi từ vỉa hè đến các diễn đàn trên mạng. Và đặc biệt là gần đây, nghề nấu phở ở Hà Nội và Nam Định vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhưng không ít người lại hiểu nhầm rằng chính tô phở đã được vinh danh dẫn đến những tranh cãi gây cắt về việc phở ở đâu ngon hơn. Chuyện tranh cãi này không chỉ dừng lại ở phở Hà Nội hay Nam Định mà còn lan sang cả thành phố Hồ Chí Minh khi Michelin vinh danh những quán phở tại đây. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể khiến cả cộng đồng cãi nhau không hồi kết. Phở, món ăn quen thuộc của người Việt, luôn gợi lên những cảm xúc mạnh liệt, không chỉ về hương vị mà còn về kỷ niệm và văn hóa. Khi bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận nghề nấu phở ở Hà Nội và Nam Định là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, không ít người đã hiểu lầm rằng chính món phở của hai địa phương này được vinh danh, nhưng thực chất, điều được công nhận là những tri thức dân gian liên quan đến việc nấu phở từ bí quyết chế biến, kỹ năng nấu nướng cho đến sự trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc vinh danh này ngay lập tức đã gây ra những cuộc tranh cãi không hồi kết. Những người yêu phở tại Hà Nội khẳng định phở thủ đô mới là đỉnh cao với nước dùng thanh ngọt và bánh phở mềm mại. Trong khi đó, người Nam Định lại tự hào với hương vị đậm đà, sợi phở dày và dai đặc trưng không dừng lại ở đó, khi Michelin vinh danh các quán phở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến trái chiều lại nảy sinh cho rằng Sài Gòn không phải là đất phở. Câu chuyện tranh cãi về phở không chỉ xoay quanh hương vị mà còn kéo theo những vấn đề khác như phở bò tái lăng nổi tiếng của ông Thịnh Lò Đúc hay thậm chí là tô phở giác vàng tiền triệu từng gây xôn xao dư luận. Phở từ một món ăn bình dị đã trở thành biểu tượng văn hóa với mỗi vùng miền đều có cách nhìn nhận và đánh giá riêng tuy nhiên điều thú vị là với những người yêu phở thực thụ một tô phở ngon không chỉ nằm ở nước dùng hay bánh phở mà còn phụ thuộc vào không gian quán thái độ của chủ quán và những kỷ niệm cá nhân khi thưởng thức một tô phở có thể khác nhau theo từng ngày từng hoàn cảnh và không bao giờ có một định nghĩa chính xác về tô phở ngon nhất phở không chỉ là món ăn mà còn là cầu nối văn hóa là thứ giúp kết nối con người và đánh thức những ký ức vì vậy sẽ không bao giờ có một câu trả lời đúng cho tất cả về việc phở ở đâu ngon nhất và việc tranh cãi mãi mãi cũng chẳng thể có hồi kết vậy theo Kiều Tiên một tô phở ngon là như thế nào có phải là nước dùng trong veo bánh phở mềm mịn và thịt bò thơm ngọt dạ vâng à, đúng là nói thúy vi nhưng mà cũng có người bảo rằng là một tô phở ngon là khi chúng ta ngồi trong quán quen bên cạnh những người bạn thân thiết còn ông chủ quán thì chào hỏi như người nhà cũng có lý đó Kiều Tiên rồi có khi là một tô phở ngon chỉ đơn giản là tô phở mà chúng ta ăn sau một đêm đói bụng dưới cơn mưa lớp phất. Hương vị lúc đó đúng là tuyệt đỉnh không chê vào đâu được. Dạ vâng, à, cũng không sai luôn. Thế nên là mới nói mỗi tô phở ngon đều phụ thuộc vào cảm xúc và trải nghiệm của từng người. Cãi nhau về phở ở đâu ngon nhất có khi chỉ là mất vui thôi đúng không ạ? À? Chính xác, vậy nên thay vì tranh cãi, hãy cùng giao thưởng thức phở theo cách riêng của mình. Vì cuối cùng tô phở ngon nhất là tô phở khiến chúng ta cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý vị, một mùa Vu Lan nữa lại đến, lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo, là dịp để con cháu trong gia đình thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo đền đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà và thể hiện lòng thành với tổ tiên. Đây là ngày lễ đặc biệt nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa lâu đời nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta. Trong ngày này, mỗi bông hồng cày lên cực áo lại mang một ý nghĩa sâu xa. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên gực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất là chữ khiếu bà con cái gửi đến bậc sinh thành với ý nghĩa đó những ai còn cha còn mẹ sẽ cài lên gực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên việc còn cha còn mẹ là còn tất cả còn những nghĩa tình cao quý thân thương những người con mất cha hoặc mất mẹ sẽ cài lên gực áo một bông hồng màu hồng nhạt còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ dung gia diết khi đã mất cả cha lẫn mẹ của Vu Lan. Trong lễ Vu Lan báo hiếu, nhiều người không kìm được nước mắt khi tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Vu Lan, mùa của lòng biết ơn, của những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì nhớ thương đấng sinh thành cũng là mùa của sự suy tư và tự vấn. Hãy để Vu Lan trở thành dịp để chúng ta sống chậm lại, lắng nghe tiếng gọi của lòng mình, để yêu thương nhiều hơn và trân trọng hơn những giá trị thiên liêng mà cuộc sống đã ban tặng. Và mỗi người con hãy nhớ rằng, chữ khiếu là cách sống, sống từng ngày trọn nghĩa trọn tình với đấng sinh thành, chứ không phải chờ mùa Vu Lan. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, dữ liệu cá nhân đừng để mất mà không hay. Tiểu mục chuyện nghề mới, thay giáo trẻ mang nghị lực trên đôi chân tròn và bài học về lòng hiếu thảo đây là nền tảng của sự biết ơn và ứng xử với cha mẹ tiểu mục cà phê không đường tiểu mục cà phê không đường tiếp nối chương trình với một câu chuyện về sự nguy hiểm vô hình nhưng không kém phần đe dọa đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta thưa quý vị hiện nay tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân đang trở nên ngày càng tinh vi và khó kiểm soát chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên các ứng dụng như Telegram, những thông tin nhạy cảm của chúng ta có thể bị rao bán công khai mà chúng ta không hề hay biết. Vâng thưa quý vị, các đường dây mua bán dữ liệu cá nhân không còn chỉ hoạt động trên các chợ đen truyền thống mà đã chuyển sang các nền tảng trực tuyến khó truy vết hơn. Và điều đáng lo ngại hơn nữa là số lượng dữ liệu bị rò rỉ không gần gia tăng, gây ra những hệ luyện nghiêm trọng mà nhiều người không ngờ tới. Chỉ với chưa đầy một đô la Mỹ, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng mua được thông tin cá nhân của một người lạ. Một số điện thoại nhập vào chatbot trên ứng dụng Telegram ngay lập tức trả về hàng loạt thông tin từ số căn cứ công dân, ngày sinh, quê quán đến tài khoản mạng xã hội, thậm chí là các giao dịch điện tử. Đó là một trong những ví dụ tiêu biểu về việc mua bán dữ liệu cá nhân đang diễn ra tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, công ty an ninh mạng Viettel ghi nhận tới 46 vụ lộ lọt dữ liệu với 13 triệu bản ghi bị rao bán công khai. Trong số đó, mã độc đánh cắp thông tin được nhúng vào các phần mềm bẻ khóa đã đánh cắp hơn 61 triệu bản ghi thông tin đăng nhập của người dùng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình ngày càng phức tạp, các chuyên gia khuyến nghị rằng các tổ chức và doanh nghiệp cần chủ động giám sát an ninh mạng 24 trên 7, đồng thời có các giải pháp phòng thủ hiệu quả để ngăn chặn các cuộc tấn công xâm nhập và chiếm đoạt dữ liệu. Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Bộ Công an, Thông tin. Là với các cái tổ chức mà có cái lượng dữ liệu lớn, ví dụ như là các công ty viễn thông, ngân hàng, tổ, tổ chức giao dịch thương mại điện tử thì cần có sự phân loại, phân lớp và trong đó có những cái dữ liệu tuyệt đối phải không được chia sẻ. Có những dữ liệu là được phép chia sẻ theo quy định của pháp luật, có những dữ liệu nào thì được công khai. Rồi mức độ nhạy cảm của các dữ liệu khác nhau thì từ đấy sẽ có những cái đầu tư và có những cái chiến lược để phòng thủ bảo vệ an ninh dữ liệu một cách phù hợp. Vấn nạn lừa đảo trực tuyến và các cuộc gọi quảng cáo tràn lan thời gian gần đây chính là hệ quả của tình trạng dữ liệu cá nhân bị lộ lọt và trao đổi một cách mất kiểm soát. Nếu không có các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn, tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn thông tin cá nhân của mọi người trên không gian mạng. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý vị, gia đình hai tiếng gọi thiên liêng mà có lẽ từ xưa đến nay trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chu du khắp nơi trên con đường thiên lý cảm nhận đủ vị đắng cay gọt bôi của cuộc đời thì nơi luôn ở đó chờ đợi ta trở về đó chính là gia đình vâng ạ à, gia đình không chỉ là nơi các thành viên gắn bó với nhau bởi mối quan hệ tình cảm huyết thống đó còn là nơi để trở về chỗ dựa tinh thần cho mọi cá nhân trong suốt hành trình của đời mình dù sóng gió cuộc đời có vùi dập đến đâu, chỉ cần gia đình luôn bên cạnh, đồng hành, tiếp thêm sức mạnh, thì mỗi người đều có thể làm nên kỳ tích của riêng mình. Và câu chuyện của thạc sĩ Đặng Hoàng An, nguyên giảng viên trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh là một trong những kỳ tích ấy. Hoàng An sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Ba mẹ của anh đều là những người con bồ coi, nên An có khát khao cháy bỏng, sớm bù đắp cho cha mẹ. Thế nhưng, ngay khi chàng trai trở thành giảng viên, thạc sĩ tâm lý tại trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thì biến cố ập đến, lấy đi đôi chân của An. Từ một chàng trai khỏe mạnh, sau biết bao nỗ lực có công việc nhiều người mơ ước, từ một người đang san sẻ những lo toan trong gia đình, bỗng nhiên trở thành gánh nặng. Những ngày tháng ấy, cả thế giới như sụp đổ trước mắt chàng thạc sĩ. Anh càng tuyệt vọng hơn khi bác sĩ nói lời xin lỗi, đôi chân không thể phục hồi tia sáng cuối cùng cũng biến mất, anh đành thu mình sống trong mặt cảm, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hoài bão vẫn còn gian dở. Trong tận cùng đổi đau, Đặng Hoàng An may mắn có cha mẹ kề cận. Tất cả những yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã giúp anh vượt qua số phận, chuyển khó khăn thành động lực và bắt đầu sống một cuộc đời vui vẻ, đáng sống như hiện nay. Chính tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ là động lực thì hy vọng cuối cùng nếu giữ kéo anh ra khỏi hố thẳm của sự tuyệt vọng trong những ngày đen tối của cuộc đời và trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu, dịp để mỗi người con hướng lòng thành kính đến đấng sinh thành, trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ Đặng Hoàng An để hiểu hơn về hành trình làm nên kỳ tích của anh qua phần dẫn dắt của đồng nghiệp chúng tôi MC Xuân Hiếu. Xuân Hiếu xin được kính chào quý vị. Xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả đó chính là Thạc sĩ Tâm lý Đặng Hoàng An, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và lời đầu tiên thì xin được thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được chân thành cảm ơn Thạc sĩ Tâm lý Đặng Hoàng An đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình này. Dạ em xin chào chị Xuân Hiếu. Thưa quý khán giả, có lẽ là nhiều quý khán giả đang theo dõi chương trình thì cũng đã biết đến thạc sĩ tâm lý đặng hoàng an bởi những bài viết về anh đã được lan tỏa rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí về một tấm gương sáng với tinh thần và nghị lực sống không bao giờ từ bỏ À, ngay lúc này thì Xuân Hiếu rất là à, muốn Hoàng An sẽ có thể chia sẻ cho quý khán giả đang theo dõi chương trình được biết cái biến cố mà An đã trải qua trong cái cuộc đời của mình à, mà để có những cái câu chuyện truyền cảm hứng nghị lực đến với mọi người như ngày hôm nay. Xin chia sẻ với chị đó là năm 2016 thì thời điểm đó em là giảng viên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thì trong một hôm em đi từ lầu trên trọ đi xuống thì không may thì đang lúc đi như vậy thì bên trong em bị hạ đường huyết và mọi thứ nó tối sầm lại và em rơi tự do từ trên cầu thang của các trọ rơi xuống và cái cú té ngã đó thì vô tình thì nó chấn thương mạnh vào vùng tủy sống và hôm sau thì em đi nhập viện và khi vào bệnh viện thì bác sĩ nói là phải nhập viện để theo dõi thì qua cái quá trình theo dõi thì mới biết là mình bị chấn thương cái vùng tủy và nó ảnh hưởng đến đôi chân. Và sau cái cú ngã đó thì à, cuộc đời em nó bước sang một cái trang mới. Từ một người đó là hướng ngoại, đôi chân thích chu du khắp nơi thì bỗng chốc là em phải gắn mình trên giường bệnh. Và một tháng nằm ở bệnh viện 30 tháng 4 và sau đó chuyển viện qua bệnh viện chợ rẫy nhưng mà lại nằm tiếp một tháng nữa thì qua hội chẩn rồi theo dõi thì bác sĩ nói là không có cái phát đồ nào để có thể điều trị phù hợp cho mình nữa nên là kêu gia đình đưa về quê để có thể điều trị về đông y xem coi có cứu vãn được đôi chân hay là không và cái biến cố đó nó xảy ra vào ngay cái thời điểm mà mình đang có nhiều cái cơ mà hội mở ra thì bỗng chốc là mọi thứ như là nó đóng lại cái cánh cửa từ đó và em chính thức đó là rời sài gòn từ bỏ công việc và mình cất bước để về quê cái cảm giác khi đó chắc nó thực sự là nó kinh khủng lắm đúng không ạ cái thời điểm mà khi mà cha dọn đồ để đưa em về thì cái thời điểm đó là khi cha ẩm em đặt lên chiếc xe lăn á thời điểm đó em thấy mình như một cái xác không hồn À, cha đẩy mình qua từng dãy hành lang nhưng mà đối với em đó là em không biết xung quanh như thế nào em chỉ cúi mặt xuống nhìn đôi chân yếu ớt của mình thôi và em nghĩ rằng chắc là tương lai mình đóng lại tại đây trời cùng đất tận rồi ngay cả đến cái lúc đi về thôi trời cũng xám xịt một cái màu tro nên là em không thấy một cái ti hy vọng nào về tương lai nữa bởi vì trước đó cái niềm tin em đặt hết vào y học nhưng mà y y học cũng từ chối em thì em biết cuộc đời mình chắc không còn cơ hội ừ à, xin được chia sẻ câu chuyện của cá nhân em À, thật sự chị nghe thì chị rất là là thương á nghe cái cái những cái lời tâm tình của em chị rất là thương và rất là nể phục cái nghị lực vươn lên của em cho đến ngày hôm nay để à, em có những cái câu chuyện truyền cảm hứng đến với mọi người và chúng ta đang ngồi đây để trò chuyện à, và từ là một người rất là chủ động về kinh tế là một người năng động à, hoạt bát thì à, sau cái biến cố đó thì dường như là cuộc sống của em đã gần như thay đổi một trăm phần trăm có bao giờ anh nghĩ về cái chết không trong cái thời điểm tâm tối nhất trong cuộc đời của mình em đã từng nghĩ đến cái chết và trong đầu mình lập trình cái việc đó là mình sẽ chết bằng cách nào ờ, rồi mình suy nghĩ rất là nhiều và thậm chí là nhiều đêm em, em đều suy nghĩ về cái chết thì thời điểm đó là em thấy cha mẹ mình quá cực đi hy sinh vì mình suốt bao nhiêu năm tháng lo cho mình ăn học mà mình chưa báo hiếu được thì tự nhiên là mình trở thành gánh nặng nữa thì cái lý trí em nó nó không cho phép em là trở thành gánh nặng cho cha mẹ nữa nên là nó cứ từng đêm em sẽ đấu trí theo cái kiểu như vậy ừ. trước đó ở bệnh viện thì em em im mẹ em lại dắt chiếc xe để mẹ em bước vào cái màn đêm đó để mẹ em đi làm kiếm đồng tiền về lo cho em và sáng mẹ em về dù mệt trong một đêm nhưng mà mẹ em vẫn cố gắng gượng cười trước mặt em luôn lúc nào cũng là nụ cười mẹ có nói một câu mẹ có thể làm suốt đời để mẹ lo cho con chỉ cần con sống thôi con ở nhà mẹ đi làm nhìn thấy con ngồi xa lăn đợi mẹ về đó là món quà dành cho mẹ rồi thì gia đình luôn ở bên cạnh em sóc dậy tinh thần cho em và cho em cái niềm tin và những cái lúc mình muốn buông mình không thể buông được bởi vì mình buông là cái sự ích kỷ mình muốn giải thoát cho bản thân mình nhưng là cái sự ích kỷ cho hai đấng sinh thành thì em không nở Quý thính giả và thạc sĩ Hoàng An của Messi Xuân Hiếu thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cô Khấu Thị Điệp, mẹ của thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An. Điện gì à? nói mẹ ơi, mẹ lên nuôi con. Cái hỏi con bị gì, nó con bị bệnh. Cô mới lên, cô lên hỏi con bị gì, nó con bị nhức hai cái chân. Thì cô mới lại dài dài, nó mới nói mẹ ơi, mẹ kè con đi đi tiểu mới vừa kè ra vừa mấy mấy cái lét là bắt đầu mẹ ơi không lẽ con tàn phế luôn rồi mẹ <laughs> dịnh bên dài đó là nó nó không lẽ con tàn phế luôn mẹ ơi lúc đó là cô khóc mà gượng gượng không cho con mình biết về cô à, ai chỉ đâu cũng đi khi đi tới ngay chỗ là ta chăm cứu nó mẹ ơi mẹ đừng dẫn không đi nữa người ta chăm bữa nay cũng muốn chết cái cẳng chân con mẹ còn sống thì con dám cứu lên đi hả mẹ với cha lo cho con chứ con đừng nghĩ vậy mẹ đau lòng lắm còn mẹ nào mẹ mất thì thôi chứ chứ sao mà mẹ bỏ con được không bao giờ mẹ bỏ con hết cô nghĩ như dụ mà con người ta thì cái may mắn đó là đi đứng là bình thường thì thấy còn con của cô nó bị vậy là cô thấy ngồi xa lăn à đi ra lăn ra lăn vô rồi chiều kêu mẹ tiếng mẹ là cái đó là cô yên tâm cô vui rồi còn chỉ nhầm khi người ta nói à mày nuôi con mày ăn học vậy rồi nó tàn phế vậy mày người ta cười nói kệ người ta cười cười người ta chứ còn con của tôi xấu đẹp gì cũng là con của mình là thấy là vậy là mình mãn nguyện rồi và bản thân hiếu cũng là một người mẹ của những đứa con và chỉ cần thấy con mình đứt tay một xíu thôi thì mình cũng đã rất là đau lòng không thể chịu nổi rồi à, thế còn cô điệp đứng trước nghịch cảnh của con mình khi mà thấy con bị mất đi đôi chân thì chắc chắn là cô sẽ rất là đau khổ nỗi đau như nhân lên gấp ngàn lần nhưng mà cô điệp cũng đã kìm nén nỗi đau vào trong lòng cố tỏ ra mạnh mẽ để vực dậy tinh thần của con để cùng con vượt qua biến cố cuộc đời và không biết là khi nghe những lời tâm sự của mẹ mình trong đoạn quyết vừa rồi đó thì ngay lúc này cảm xúc của an là như thế nào? À, thật sự đó là em cảm thấy rất là biết ơn bởi vì mình có một cái người mẹ quá tuyệt vời. có thể mẹ em là một cái người không được đến trường đi học như những những người mẹ khác, mẹ em là cái người không biết chữ, nói không có phải là văn hay chữ tốt nhưng mà mẹ luôn lúc nào cũng dành cho em những cái gì là ngọt ngào nhất những cái gì đó là tình cảm nhất và mẹ luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ không những là một cái người mẹ đâu mẹ còn là cái người bạn là tâm sự cũng như là giúp em để vượt qua trong những cái hố đen của cuộc đời và những cái sự hy sinh của mẹ thì luôn lúc nào ở trong chính bản thân em em đều mang ơn và biết ơn và cũng lấy cái hình ảnh những cái hy sinh những cái um, vất vả mà mẹ đã trải qua để là một cái động lực để em có thể vươn lên trong cuộc sống ừ. Uh, An có thể uh, chia sẻ với mọi người nhất là các bạn trẻ về uh, lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành khi mà nhất là trong cái xã hội hiện đại ngày nay đó khi tình cảm và sự gắn kết của con cái với cha mẹ dường như là nó có một cái khoảng cách nếu như chúng ta không muốn nói là ngày càng xa dần. Thật ra đó là để chia sẻ với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình thì em chỉ nói rằng mỗi người trong chúng ta, hãy quay về chính bản thân của mình ở bên trong à, để chúng ta nhìn lại để xem là bản thân mình đã làm được những gì cho cha mẹ à, trong khi trước khi mình trách trước khi mình 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 đổ lỗi cho cha mẹ như vậy thì trước tiên là mình phải quay về bên trong mình chữa những cái cái lỗi bên trong mình trước cái lạ rồi sau đó là khi mà mình chữa rồi mình chịu khó đặt mình vào trong vị trí hoàn cảnh của cha mẹ những cái nhìn những cái sự hy sinh của cha mẹ đó để mình biết ơn cha mẹ mình biết nhường nào và thậm chí đó là à, có những bạn có thể là vì xuất phát điểm là cha mẹ mình thấp à, thì có một số bạn mà em, em từng dạy em cũng từng đi chia sẻ thì các bạn nói là bởi vì thấy cha mẹ mình xuất phát điểm thấp các bạn rất là ngại để chia sẻ hay là không muốn cho cha mẹ mình đến dự ngay cái ngày mà trưởng thành ra trường của mình hay là cái ngày tốt nghiệp nhưng mà đối với em á còn cha còn mẹ đó là một cái may mắn đối với mình và dù cha mẹ mình có làm một cái nghề gì đi chăng nữa thì mình biết rằng đó là một cái món quà vô giá mà mình đang sở hữu không mà không phải ai cũng đang sở hữu được món quà đó em mong các bạn trẻ hãy cởi mở mình hơn đón nhận cha mẹ mình hơn và trân trọng và À, bên trong của mỗi chúng ta cần thể hiện cái lòng biết ơn có thể là các bạn không cần phải nói ra những cái lời mà nó chứa đựng đầy cảm xúc đâu và đôi khi là có những người ngại đúng không chị xuân hiếu thì sẽ khó bày tỏ ra những cái việc đó thì mình có thể bày tỏ qua bằng cái việc đó là mình hành động còn đối với các bạn học sinh sinh viên thì biết ơn cha mẹ mình trong khi đó mình chưa có điều kiện để mua món này món kia thì mình hãy thực hiện nó bằng những cái việc đơn giản đó là cố gắng nỗ lực trong học tập và mình cố gắng trở thành một người công dân tốt có ích cho cộng đồng gia đình và xã hội và đó chính là cái cách mà mình thể hiện cái lòng biết ơn đối với cha mẹ mình cảm ơn những chia sẻ rất là hay rất là sâu sắc của an và hiếu nghĩ rằng là đây cũng sẽ là uh, giúp cho các bạn trẻ có cái cơ hội nhìn lại mình nhìn lại cái cái lòng biết ơn ở trong mình đặc biệt đó là cái sự hiếu thảo của bản thân mình đối với cha mẹ chúng ta đã làm tròn hay chưa uh, sự trở về trong trong cái lòng của mỗi người sẽ giúp cho mình uh, soi chiếu được điều đó và quả thật là lòng biết ơn là một trong những điều vô cùng quan trọng đối với uh, bản thân của mỗi người đặc biệt là đối với cha mẹ của mình. Yeah có thể nói là trên hành trình vượt qua biến cố của cuộc đời, một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ đau đớn, gục ngã đến tuyệt vọng thì Hoàng An đã luôn có cha mẹ của mình bên cạnh, những người đã đổ mồ hôi nè, nước mắt nè, lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, có thể là hỗ trợ và đỡ đần hết tất cả mọi thứ cho Hoàng An nếu không có gia đình không có tình thương vô tận của cha mẹ thì có lẽ là sẽ không thể có một đặng hoàng an như ngày hôm nay mạnh mẽ kiên cường như là cây xương rồng vượt qua bão dông và hôm nay đây thì xuân hiếu cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được gặp Hoàng An trong chương trình này, không biết nói gì hơn là một lần nữa xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và quý vị khán giả cảm ơn thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, nguyên giảng viên trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian quý báu của mình để đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Rất là mong Hoàng An cùng với gia đình sẽ luôn được nhiều sức khỏe và riêng an thì lúc nào cũng sẽ là vững vàng vượt qua mọi khó khăn và sẽ có thật là nhiều những cái năng lượng để tiếp tục à, thực hiện những cái dự án sắp tới mà an à, tin tưởng là mình sẽ thực hiện và như hiếu biết là sắp tới đây là sẽ ra mắt một cuốn sách truyền cảm hứng nữa đến với mọi người. Dạ yeah, em rất là cảm ơn chị Xuân Hiếu và cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. À một cuộc trò chuyện thật sự để lại quá nhiều cảm xúc đúng không ạ thưa quý vị trong khoảng thời gian hoàng an gặp phải biến cố mất đi đôi chân có lúc muốn buông xuôi cuộc đời mình thế nhưng sức mạnh từ sự hy sinh tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng vực dậy tinh thần để ngày hôm nay chúng ta thấy một đặng hoàng an mạnh mẽ bản lĩnh kiên cường bước tiếp bằng đôi chân tròn truyền động lực đến cho mọi người Hành trình của Đặng Hoàng An không chỉ truyền cảm hứng cho chúng ta về một nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong mọi nghịch cảnh mà còn thức tỉnh chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, về tình cảm gia đình thiêng liêng. Đây là dịp để mỗi người chọn lối sống chậm lại, biết yêu thương chia sẻ với gia đình nhiều hơn, khi cuộc sống ngày càng trở nên xô bồ hơn, khắc nghiệt hơn và hối hạ hơn. Vâng ạ, à, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, không tình cảm nào sánh bằng tình yêu thương của mẹ cha. Vì vậy, với những ai may mắn được cài bông hồng màu đỏ trên ngực áo trong dịp lễ Vu Lan năm nay, xin nhớ rằng thời gian bên cha mẹ là hữu hạn. Chính vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây và quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn những khi còn có thể. Và thưa quý tính giả, câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Thuy Vi và Kiều Tiên xin chân thành cảm ơn quý tính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.